Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với Linh ẩm thực. Ngày hôm nay mình đi vào rừng chơi nha mọi người. Lâu lâu đi vào rừng để hít thở không khí trong lành nha mọi người. Ở dưới thị trấn đồ khói bụi đồ mệt mỏi lắm. Lâu lâu mình đi vào rừng để mình hưởng thụ cái không khí trong lành trong đây. Sẵn tiện đó thì mình mang thịt nướng ra bờ suối mình nướng mình ăn nha mọi người. Thì cái món hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người đó chính là vịt nướng Bắc Kinh nha mọi người. Cái món này thì mình cũng học ở trên mạng thôi, chứ không phải là mình tự sáng tác hay tự chế gì ra đâu. Ok, thì bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nha. Đây là con vịt mình mua hồi sáng nha mọi người. Bởi vì hết tiền cho nên mua vịt bé thôi mọi người ơi. Với lại ăn có một mình à, đâu còn phải mua con to làm gì ha. Bây giờ mình sẽ luộc con vịt này lên trước. Trước tiên cần có để luộc con vịt này là quan trọng nhất là vẫn là con vịt. Cái đó là củ gừng, ớt khô, hoa hồi và quế nha mọi người. Gừng này mình sẽ cắt thành lát lát nha mọi người. Mình cho vào nồi nước luộc. Chủ yếu là cho nó không còn mùi của con vịt nha mọi người. Mềm rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mang nó ra. Wow. Con vịt của mình đây nha mọi người. Hồi nãy giờ mình đã nấu nó với cái nước sốt của mình rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái nước sốt khác. Mình tẩm ướp lên rồi mình mang đi nướng nha mọi người. Đây thành phần mình này, đơn giản thôi. Ớt, gừng, tỏi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tẩm ướp con vịt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ giã ớt và tỏi và gừng ra trước nha mọi người. Cái chén tỏi, gừng và ớt mình đã giã nhuyễn rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào, bột ngọt nha mọi người. Gọi là mì chính á. Ngọt. Một ít nước tương nha mọi người. Xì dầu á, tương ớt và một miếng dầu ăn rồi mình nha mọi người. Rồi sau đó chúng ta khuấy đều lên. Còn đây là nước giấm chua đó mọi người. Giấm chua với một xíu muối và một xíu bột chiên giòn nha mọi người. Một lát mình sẽ bôi lên cái phần da của con vịt để cho da nó giòn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lên dùng những cái tâm này nè, mình xăm lên mình con vịt cho nó lủng, sau đó mình đổ nước sốt lên nó sẽ thấm hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tẩm ướp nó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ nước sốt này lên, thoa đều lên nha mọi người. Nước sốt này cũng siêu cay đó mọi người ơi, ớt rất nhiều. Mình thì rất thích ăn cay. Đó. Cái phần da thì mình không có thoa lên nha mọi người. Cái phần da một lát là mình sẽ bôi giấm với muối lên cho da nó giòn nha mọi người. Rồi, mình đã ướp phần này xong rồi. Bây giờ mình sẽ để đó khoảng chừng 15 đến 20 phút cho nó thấm rồi mình mang đi nướng nha mọi người.
thì con vịt mình đã buộc vào cái cây tre này nha mọi người. Đây nè mọi người ơi, bây giờ mình sẽ gác lên đây mình nướng nha mọi người. Đó. Đây con vịt mình nướng nãy giờ đã chín đều rồi nha mọi người. Đây, mọi người thấy không? Quá trời hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ mang lên nó lên và mình thưởng thức xem như thế nào nha. Vịt nướng Bắc Kinh của mình đây nha mọi người. Wow, thơm lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem như thế nào nha. Cầm nguyên con cắn nó mới ngon mọi người. Wow, thịt vịt rất là ngọt luôn mọi người, mà rất là thơm nữa, không còn một chút mùi hôi của vịt luôn. Wow, nóng quá mọi người ơi. Đây nha mọi người, một cái đùi vịt siêu to khổng lồ, không nó chơi chứ nó bé tí rồi mọi người ơi. Rồi. Thịt vịt nó rất là ngọt. Ngon thiệt luôn á. Các bạn cắn vào các bạn có cái vị của bò kho các bạn. Cái hương vị của bò kho thôi. Tại vì mình có bỏ quế với hoa hồi vào. Lúc nãy mình nấu đó cũng rất là lâu, cho nên những gia vị đó nó sẽ thấm đều vào trong thịt vịt. Còn cái nước sốt nãy á, còn nước sốt mình sốt để nướng á, mình ướp nó tầm 20 phút cho nên nó rất là thấm đều, thịt vịt nó rất là ngon và ngọt. Cay quá mọi người ơi. Mình tranh thủ ăn nhanh thôi, trời nó sẽ mưa nha mọi người. Đang quay mà trời mưa rồi mọi người ơi. Cũng may là mình có đem theo cái miếng này nè, mình che mưa, không thôi là mình ướt hết rồi mọi người. Bây giờ thì mình phải ở đây trú mưa và đợi tạnh mưa mình mới về được nha mọi người. Đây là con vịt mình ăn dở dang nha, còn xíu nữa. Mà trời thì đang mưa rất là to rồi mọi người ơi. Nè. Đó. Ở trong rừng mưa rất là lạnh luôn nha mọi người.
mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Giờ trời mưa to quá, mình không thể nào quay tiếp được nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn like, share. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.